Xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và hiện tại thì BM đang có mặt tại Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên ạ. Và hôm nay BM đến đây để cũng gọi là nâng cấp cho bác chủ và tất cả các thiết bị trước bác mua BM các bác nhé. Đây, nâng cấp cho bác một đôi loa, chuẩn bị các bác đón chờ clip thanh lý ạ. Và hôm nay BM đến đây thì cũng gọi là nâng cấp cho bác một cái đôi loa, dòng loa mới nhất đến từ nhà hãng DB, có mã là KS912 các bác nhé. Đây, các bác có thể xem qua thông số của em nó này. Đấy, KS912. Và đây là không gian của nhà bác. Hai cái loa đấy bác để trên kệ này. Nói chung là để kệ đây thì ngồi xuống nghe thì rất là hợp lý các bác nhá. Còn nếu mà để dưới kia thì nó sẽ thấp quá. Đấy. Một đôi loa 330, một con đẩy D2610, một con trong đây là một con giải mã nâng tiếng kiêm giải mã DAC5S, một con quản lý nguồn cũng đồng bộ hết các bác nhá. Đây, bác lắp bên em từ thời là gọi là 2001 ạ. Một con quản lý nguồn P9 Pro, một con mic DB550 Plus và một con vang số huyền thoại S700. Và trong combo này thì không thể thiếu một con súp hơi ở đây các bác nhá. Đấy, một con súp hơi này. Đấy. Và bây giờ thì em mời các bác nhá, cùng đeo tai nghe và trải nghiệm chất âm combo bộ dàn sau khi BM đã căn chỉnh. Và BM đang có rất là nhiều chương trình khuyến mại cũng như là hỗ trợ các bác là nâng cấp đổi các. Đấy, từ loa, từ mic, từ vang, từ đẩy. Bao nào có nhu cầu nâng cấp thì có thể là nhắn tin qua Zalo cho BM các bác nhá. Và bây giờ thì mời các bác cùng đeo tai nghe và trải nghiệm chất âm ạ. Ai tìm ai giữa chân, nghiêm bóng ngõ dài hoang mang. Ai đặt tên trong ký, làm nỗi đau của ngày hồ. Ai đặt tên chúng ta, là người nào? Có phải để qua thứ chân, để gấp những con tim nào? Còn ngàn trái chưa hạt nhiều màu, kịp gian mang đến nặng quá hồ sơ. Giờ mãi kia sương mai qua hoa nhau, anh đợi em, anh chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên đi không hóa thương. Để cho thưa na hỏi thăm, lén bao chuẩn bị em đi theo cơn mưa mau, bay chim lá cay khóc hoa tìm nhau. Ai đau ai đêm hết bao gió sâu. Mọi mùa thu đã du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết nơi nơi nào không? Có lá vàng trông như nàng xưa buồn. Thời xưa mong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà người ta đã